Ok, mình sẽ đánh ván thứ hai. Khai cuộc huyền thoại Riddle Pet của Chess thành công. Mã. Ghim nhập phát cho an toàn. Bây giờ mình sẽ đưa mã lên C3 và D5. Chúng ta thấy mình đang có ô mạnh đến vung mạnh. Ok, xe có thể chiếm cột D đơn giản, nhanh gọn nhẹ lên đấy. Lại lên tượng. Mình nghĩ đây là một nước đánh không hay của đen. Ok, bây giờ mình sẽ ghim mã và sau đó thì mã sẽ đưa lên ô D5. Đuổi. Dã luôn nhỉ. Dạ. Ở đây mình đã mất ô rồi, mất ô tiền đồn ở D5 rồi. Nhưng cũng không sao, mình đã phá cấu trúc tốt của đen rồi. Bây giờ sẽ đánh thế nào đây? Công tượng của ô đen. Đây mình sẽ đánh đơn giản thôi. Không có gì khó khăn trong ván đấu này. Đủ cho nhanh hết ván. Bây giờ tốt sẽ được đẩy lên C4 và C5. Ra C. Lên chúng thấy là đen lên vua để thông hai xe nhưng mà một nước đánh sai. Chiến thành công lại chiến thắng rồi. Chiến thắng đơn giản. Giờ mình sẽ ra tấn công vào cột nửa mở này. Ra xe giữ. Giờ thì như nào đây? Quá nhiều sự lựa chọn trong ván đấu này. Giờ mình sẽ lắp đuôi xe vào. Con xe đưa lên hàng thứ ba rất là cơ động. Ban đầu mình định tính là đưa mã vào đây lên xe đấy, như vậy là lắp đuôi xe ra thì cũng không làm gì được. Ở đây đèn lên xe là bị mất cơ hội đưa xe chồng vào đây để giữ tốt rồi. Xe chồng vào. Không có gì khó khăn rồi. Lên đấy.
Rồi, mình đã trồng xe vào. Rất bài bản. À đấy. Lên vua luôn cho đỡ phải chiếu. Xuống đấy. À ừ nhá. Chiếu phát xem sao. Về vua. Tự nhiên mất con tốt. Phí của giời. Alo. Xuống tốt. Block hết. CTC block hết lại. Lên đây. Cờ này. Ok, chú bé chịu thua luôn. Bạn bè đông như kiến vậy. 200 cộng. Không biết là cộng đến bao nhiêu. Vẫn 200 cộng. Bấm 1 phút không biết có hết không. Đây rồi. Okay.